Một nghiên cứu mới về hàm lượng chì trong sơn của đồ chơi trẻ em ở các trường mầm non và hộ gia đình cho thấy có tới 40% mẫu sơn có chứa chì vượt tiêu chuẩn cho phép từ 5 đến 6 lần. Những đồ chơi được sơn nhiều màu sắc rực rỡ đa phần đều không nằm trong danh mục bắt buộc kiểm tra chất lượng. Dù chì có tác dụng trong việc chế tạo sơn, nhưng lại có nguy cơ lớn với sức khỏe con người. Ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ của trẻ em. Não bị teo, yếu cơ, liệt cơ, tim mạch cũng bị ảnh hưởng, nội tiết cũng bị ảnh hưởng. Sơn tường cũng có chứa một lượng lớn chì gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Hiện có hơn một nửa mẫu sơn dùng để sơn nhà trên thị trường có nồng độ chì lớn hơn nhiều lần với tiêu chuẩn cho phép. Theo đại diện Hiệp hội Sơn Mực In Việt Nam, phần lớn các doanh nghiệp đều nhận thức được việc này. Tuy vậy, vẫn có những khó khăn về chính sách của nhà nước trong việc sản xuất các sản phẩm thân thiện với sức khỏe con người. Chi phí giá thành sản phẩm sẽ cao hơn khi thay thế chì và các hợp chất chì bằng các nguyên liệu khác trong sơn. Rất là có nhiều khả năng các nước trên khu vực có cái sự tồn kho các cái nguyên liệu có chứa chì, họ sẽ làm mọi cách để xuất khẩu bán sang thị trường Việt Nam. Lần đầu tiên, dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn công nghiệp đã được đưa ra để thảo luận và nghiên cứu. Tuy nhiên, mức quy chuẩn đặt ra là ít hơn 600 mg một lít, vẫn gây hại tới sức khỏe. Tại nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ hay Canada, nồng độ chì trong sơn đã được giới hạn xuống ở mức còn dưới 90 mg một lít. Tháng 12 năm 2020 thì sẽ trình Bộ trưởng Bộ Công Thương để ký ban hành cái quy chuẩn kỹ thuật này. Quãng thời gian 3 năm đến 5 năm để mà đưa cái ngưỡng xuống dưới mức PPI 90 PM để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất sơn có thời gian xử lý những cái tồn tại trong cái quá trình sản xuất của mình trước đây. Loại bỏ chì trong sơn sẽ góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, đó là đến năm 2030 giảm đáng kể số người chết và bệnh tật từ các hóa chất độc hại. Để đạt được mục tiêu này, cần phải có sự hỗ trợ của các doanh nghiệp và các cơ quan chức năng, đặc biệt là việc sớm ban hành quy chuẩn kỹ thuật về giảm lượng chì trong sơn xuống mức an toàn với sức khỏe của con người.